Bài hôm nay thầy mở đầu về thực trị hình học. Đây là một cái phần khó, thực sự là khó hơn cả phần kỹ thuật. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà các bạn học một số cái kỹ thuật cơ bản của thầy thì mình thấy bớt khó đi. Và nếu như những cái bài mà không quá đánh đố nhau thì chúng ta vẫn có thể hoàn thành được. Phần 1 là bất đẳng thức trong tam giác. Cái này dễ rồi, ai cũng biết. Từ hồi lớp 7 là mình đã biết rồi. Thầy cũng không viết lên nữa, thầy chỉ nói lại thôi. Đó là tổng của hai cạnh trong một tam giác thì lớn hơn một cạnh. Thế còn nếu ba điểm bất kỳ thì tổng của hai đoạn luôn lớn hơn một bằng của đoạn còn lại. Do bằng xảy ra thì ba điểm đó thẳng hàng. Còn trong các đoạn vuông thì cạnh huyền luôn là cạnh lớn nhất. Áp dụng những cái điều đơn giản như vậy thôi, mình sẽ giải quyết được cái bài toán này. Hoặc là trong đường tròn thì đường kính là lớn nhất. Bài 1 cho tam giác ABC nối tiếp với BC cố định, điểm A di chuyển trên trục lớn BC. Xác định A sao cho diện tích của ABC lớn nhất. Câu đầu tiên rất dễ. Diện tích của tam giác ABC thì mình cứ hạ đường cao áp của mình tính. Câu A, diện tích của tam giác ABC thì bằng 1/2 AH nhân BC. Để cho cái diện tích này lớn nhất thì do BC là không đổi đúng không? Nên mình nhìn vào hình này mình sẽ thấy là cái đường cao này phải lớn nhất. Cái đường cao lớn nhất thì là điểm A trùng với cái điểm này. Đó. Đường cao nằm ở đây. Mình gọi điểm này là điểm D đi. Khi mà chỉ khi đây là điểm M là trung điểm. Cái này nhỏ hơn bằng 1/2 DM nhân với DC, với D là điểm chính giữa cung lớn BC, M là trung điểm của BC. Từ đây thì suy ra diện tích của tam giác ABC lớn nhất khi là chỉ khi M trùng với D. Câu đầu tiên thì rất là đơn giản, không có gì cả. Sang câu thứ hai là chu vi của tam giác ABC lớn nhất thì P của tam giác ABC mắc khi và chỉ khi tổng ba cạnh mà trong đó cạnh BC là không đổi thì khi và chỉ khi là AB cộng AC là mắc. Như vậy là mình cần đi tìm cái vị trí của điểm A di chuyển đến trục lớn BC sao cho tổng độ dài là lớn nhất. Thì có cái hai hướng để mình suy nghĩ và mình sẽ đi lần lượt từng cái một. Đầu tiên là mình đoán xem vị trí nào là vị trí lớn nhất. Cái này là cũng phải phán đoán thôi, không có cách nào cả. Nếu như mà em có thước đo đạc một cái chính xác thì mình nhận thấy khi mà A nằm ở đây thì AB cộng AC bé hơn DB cộng DC. Và sau đó là A nó di chuyển sang đây thì cái khoảng cách, cái độ dài kia nó cũng bé, nó cũng giảm dần đi. Như vậy mình dự đoán là A sẽ nằm ở cái vị trí này là lớn nhất, tức là tương tự như câu A, đó là điểm chính giữa cung. Điều thứ hai, muốn tìm lớn nhất thì mình phải đi đánh giá là cái AB cộng với AC là phải nhỏ hơn hoặc bằng một cái số nào đó. Mà theo bất đẳng thức của tam giác thì với ba điểm MNP thì có cạnh MN nhỏ hơn được cạnh MP cộng với PN. Đây là cái mà mình sẽ sử dụng là học đang học về bất đẳng thức tam giác. Thế còn cái này là cái mà mình đánh giá. Thì cái số này bằng cách đo đạc là mình đã biết nó bằng là DB cộng DC. Cái tinh tế là cái phần tiếp theo suy nghĩ để sử dụng làm sao được cái trên này. Đó, để chứng minh cái này bằng cấp hay không nó là vậy nhá. MN nhỏ hơn hoặc bằng
là cái chiều mà phải là một đoạn thẳng, không được là tổng. Còn cái chiều bên tay phải là tổng. Thế thì mình xem cái dấu đây là dấu bé hoàn toàn phù hợp với cái dấu này rồi. Thế còn đây là tổng phù hợp với cái tổng này rồi. Nhưng hai cái này nó đâu có là một đoạn thẳng. Đó, hai cái này mình phải cho thành một đoạn và nó bé hơn bằng một cái đoạn này. Đấy, D gì đó nối hai điểm này. Vậy mình phải làm một kỹ thuật, đó là đang có hai điểm A, điểm B như này và điểm C như này. Mình vẽ cong cái mà lật cái đoạn AB ra đây để biến cái đoạn AB cộng với AC thành một đoạn thẳng là đoạn EC. Rồi từ đó chứng minh EC bé nó bằng DB cộng DC bằng cách sử dụng tạo ra. Đấy là ý tưởng, nhưng thực hiện thì cũng chưa hề dễ. Và hỏi bạn phải có kinh nghiệm để tạo thêm hình. Bây giờ lại phải đo đạc một cách chính xác. Mình sẽ lấy cái đoạn AC mình kéo dài lên, mình lật cái đoạn AB lên đây. Đó, thì mình thấy rằng là khi đó cái đoạn DB này cũng bằng DC. Vậy thì mình sẽ nối cái này là từ đây mình kẻ một điểm đối xứng sang để lấy cái đoạn nó bằng AB. Đây là điểm E. Khi mà lấy E đối xứng với lại B qua AD thì mình đã có AE bằng AB rồi. Đó, vậy AC cộng với AB bằng AE cộng với AC. Và mình chỉ cần chứng minh nó bằng luôn đoạn EC nữa là xong. Tức là chứng minh 3 điểm EAC cả hàng. Còn nếu các bạn khác, các bạn có thể lấy luôn, đó là lấy trên tuyến đối của AC với điểm E sao cho AE bằng AB. Đó, vậy thì AB cộng AC sẽ bằng luôn đoạn EC. Đó, và bạn đi chứng minh cũng đã thức bên kia. Còn thầy sẽ tạo hình hơi khác một chút. Lấy B đối xứng của lấy E chứ, đối xứng của B và AD. Ta đi chứng minh là EAC thẳng hàng. Ta chứng minh hai góc mà ở cái vị trí như này, cái bố đó là bằng 180 độ, tức là EAD cộng với DAC bằng 180 độ, suy ra ba điểm này là thẳng hàng. Mình xoay đi cái góc này thì bằng góc bên này, và mình chứng minh góc này cộng góc này là bằng 180 độ. Vì AD là trung trực của BE nên suy ra được là góc DAE bằng góc DAD. Đó. Thế còn DAC thì mình xoay về góc nào thì mình thấy là DAB này cộng với cái góc này là bằng 180 độ, mà mình đang cần chứng minh cái góc này cộng với góc A này bằng 180 độ thì đi xoay góc A này về góc C thì dễ hơn. Đó, do là tứ giác ABCD là đầu tiên thì suy ra góc DAC bằng góc BBC, mà góc BBC bằng góc BCD là do tam giác GDB bằng BC. Vậy thì tổng hai góc này suy ra EAD cộng với DAC bằng góc DAB cộng với DCD. Hai góc này cũng
cộng với lại BC. À, đây là mối quan hệ giữa ba điểm. Mà DE thì bằng DB cộng với DC. Cái này là không đổi. Không đổi như vậy thì suy ra AB cộng AC max bằng 2 lần DB. Dấu 3. Khi mà chỉ khi là dấu bằng ở đây mà xảy ra, dấu bằng ở đây xảy ra thì là D phải nằm trên đoạn EC, à, tức là A trừ với D. Thì mình kết luận là P trừ bị mắc khi mà chỉ khi A là điểm chính giữa cung lớn. Chính giữa cung BC. Vậy qua bài này thì mình có một cái định hướng để làm bài, đó là khi mà cần tìm mắc cái tập này mắc thì mình cần phải đưa nó về một cái đoạn thẳng và đánh giá cái đoạn thẳng đấy nhỏ hơn hoặc bằng tổng hai đoạn. Thế còn muốn tìm min thì mình làm ngược lại. Ví dụ muốn tìm tập này min thì mình cũng đưa nó về ba điểm thì mình sẽ đánh giá nó lớn bằng BC. Đó. Cái đó là cái tư duy quan trọng nhất của cái phần bất lập tức đối với ba điểm. Mình nhớ kết quả câu B nhá. Kết quả câu B là mình ứng dụng rất nhiều. Tức là cho một cái dây cung cố định trong vòng tròn một điểm di động trên cung lớn thì AB là di động đấy, A là di động đó. Thì AB cộng với AC lớn nhất khi A là điểm chính giữa cung. Mình nhớ kết quả này. À, chúng ta chuyển tiếp sang bài số 2. Bài số 2 là trong tất cả các tứ giác ABCD nối tiếp đường tròn tâm O và điểm R, xác định tứ giác mà có chu vi lớn nhất thì thầy nhắc lại cái kết quả của bài của B, đó là nếu BC cố định, nếu BC không cần cố định đâu, BC là một dây cung của đường tròn O thì A di động trên cung BC. Bây giờ là trên cung, tức là nếu mà A mà là trên cung lớn là chỉ di động trên cung lớn thôi, còn hoặc là trên cung nhỏ là chỉ trên cung nhỏ thôi, không di động trên cả đường tròn đâu. Thì suy ra AB cộng với AC thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng MB cộng với MC, với M là điểm chính giữa cung. Cái cung mà A di động đó, tức là nếu mà A mà di động ở đây thì M sẽ nằm đây, A ở đây thì M nằm đây. Thế áp dụng vào bài này thì chu vi của tứ giác ABCD hai cây là bằng AB cộng với BC cộng với CA, CD cộng với DA. Bây giờ mình phải chọn một cái dây cung mà điểm khác nó di động trên nó, thì nếu mình chọn AB thì không ổn lắm, vì là AB thì C và D nó di động trên cùng một cung, thì mình sẽ chọn dây cung là AC. Dây cung là AC thì mình sẽ có là BA này cộng BC này cộng với lại BA này cộng BC. Thì cái này theo những cái tính chất bên trên, kết quả bên trên này, DBA cộng BC thì nhỏ hơn điểm chính giữa của cung, điểm này M và N. Đó. Nhỏ hơn MA cộng với lại MC cộng với NA cộng với NC. Với MN là điểm chính giữa cung. À, với M, N là hai điểm chính giữa cung AC.
bây giờ mình lại cố định cái MN lại là một dây cung, mình cho A và C là di chuyển, thế mình ghép MA với NA, cái này bằng là MA cộng với NA cộng với MC cộng với NC. Vậy mình lại lấy cái điểm chính giữa cung này là P và Q, thì suy ra được là AM cộng AN nhỏ hơn hoặc bằng PM cộng PN cộng với lại chỗ này là QM cộng QN. Do cái hình này là hình mà có hai đường kính vuông góc tại dây cung nên là hình này sẽ trở thành hình vuông. Hình vuông thì bốn cạnh này bằng nhau và cạnh này này là cạnh nguyền trong một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng r, và cạnh này bằng r căn 2, và cái này bằng 4r căn 2. Cái này là không đổi. Từ đó diện tích chu vi của hình tứ giác ABCD sẽ nhỏ hơn bằng 4r căn 2 là không đổi. Vậy đây chính là cái giá trị lớn nhất của chu vi. Chu vi ABCD max bằng 4r căn 2. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi ABCD trùng với MN với Q, và tức là ABCD là hình vuông. Như vậy là qua bài này thì chúng ta lại trở lại với cái triết lý của thầy, đó là những bài toán khó hơn, những bài toán khó được phát triển lên từ những bài toán dễ. Như vậy là mình lại cần phải tích lũy nhiều nhiều bài toán dễ. Tuy nhiên không phải bài nào là cũng có nhiều tính ứng dụng, mà hãy chú ý đến những cái bài thầy cho. Những bài thầy cho dễ thôi, khởi động thôi, thì lại là những bài có nhiều ứng dụng và trong các bài toán khó hơn và là hay gặp lại. Chứ không phải là cái bài nào mình cũng cần phải nhớ hết. Đó. Những bài thầy cho là những bài quan trọng. Và ở bài này mình thấy nếu mà bình thường thì rất là khó, nhưng áp dụng một cái kết quả bên trên thì chỉ cần làm hai bước là xong. Chúng ta chuyển sang bài số 3, cũng là một bài toán khởi động nhưng mà lại ứng dụng khá là lớn, đó là bất hình thức của tôi lên bên. Bài số 3, bất hình thức của tôi lên bên. Trước khi vào phần này thì thầy đề nghị các bạn dừng hình nhá. Xem lại với thầy bất không phải bất hình thức mà là định lý Ptolemy đối với tứ giác ABC được nối tiếp. Thì cái dấu này là dấu bằng, dấu này là dấu bằng. Và nhớ lại thầy cách chứng minh là như thế nào. Cách chứng minh của định lý Ptolemy đó là mình tách cái đoạn BE này ra thành là hai đoạn là BE cộng với lại ED. Rồi mình chứng minh là AC nhân với cái đoạn này là đây là chứng minh định lý là nó bằng á. Thì mình chứng minh AC nhân DE bằng ABCD, AC nhân ED bằng cái tích này. Nếu như mà có cái tích tương ứng bằng nhau như vậy á là mình sao cách làm thì giống cái định lý Ptolemy thôi. Mình sẽ tạo điểm E để cho cái tích này bằng cái này, tích này bằng cái này. Vậy mình sẽ phân tích này, muốn có AC nhân với ED mà bằng AD nhân với BC, mình lập tỉ số này tương đương với AC trên AD bằng BC trên ED. Bạn nào mà đọc được tam giác đồng dạng không lập tỉ số đâu, cái này mình sẽ suy ra được cái tam giác là ABC dự đoán đồng dạng với AED. Vậy mình sẽ tạo điểm E để cho nó đồng dạng. Đồng dạng thì mình lấy sao cho góc đây, góc này
xác định điểm E sao cho góc DAE bằng góc CAB và góc ADE bằng góc ACB. Cách dựng như thế nào thì đơn giản thôi, cứ dựng một tia đây khác nhau tại E sao? Từ đây thì suy ra được là tam giác ADE đồng dạng với tam giác này ADE thì là A này, góc D và góc C này, ACB. Theo trường hợp góc góc, ta suy ra tỉ lệ cạnh, suy ra cạnh này AD trên AC bằng AE trên AB bằng DE trên BC. Xong mình cần lấy cái cặp nào? Lấy AB nhân với BC. Đó, từ đây suy ra AD nhân với BC bằng AC nhân với DE. Như vậy là mình đã theo cái bước phân tích của mình là mình đã chứng minh được cặp này AC nhân với ED bằng AD nhân BC. Vậy còn chứng minh cặp còn lại, cặp còn lại đó là AC nhân BE bằng AB nhân CD. AC nhân BE bằng AB nhân CD. Bây giờ mình đọc các mắt đồng dạng thì là B ABE ABE đồng dạng với ACD, ACD đồng dạng với AB, ACD đồng dạng với ABE, AEB, AEB có đúng tỷ số không? AC mà chia cho phải để là B, B, AB. Kiểm tra lại xem hai tỉ số không nhé. AC mà chia cho AB, AC chia AB bằng CD chia BE đúng không? Vậy là mình đi chứng minh cái tam giác này là đồng dạng. Hai tam giác này thì có góc A của ACD đây là góc này bằng góc A và AB. Nhưng còn lại thì không có một cái góc nào bằng nhau nữa, chỉ có cái góc này và góc này mà nó không liên quan gì đến góc của ACD và ABE cả. Vậy ta phải làm thế nào? Cái này chứng minh hay này, bạn nghĩ ra được không? Xét tam giác ABE và tam giác ACD. Nhớ lại ngày trước mà ta chứng minh định lý của Ptolemy thì chứng minh cái cặp còn lại đồng dạng trong trường hợp góc góc là do là hai góc cùng một cung còn lại nó bằng nhau, nhưng mà đây là không có. Thế thì mình phải tận dụng cái giả thiết mình đạt điểm E, điểm E mình đạt là có cái này, mình suy ra được cái tỷ số này nãy mình mới dùng hai cái bằng nhau không? Bây giờ mình xem có cái nào mình chưa dùng. Thế thì còn cặp này bằng này chưa dùng, còn là cái này bằng này. Thế thì tam giác này có là góc A bằng góc CAD. Thế còn lại là tỷ số cạnh là AB mà chia cho AC. Đó, AB chia cho AC bằng AE chia cho AD. Vì sao? Bởi vì là theo cái thế một. Theo một đây này, AB chia AC bằng AE E chia AD. Đó. Vậy hai cái tam giác này có góc ở giữa bằng nhau, hai cặp cạnh hai bên tương ứng tỷ lệ thì suy ra tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACD. Thế từ đây mình lấy cái cặp mà mình đã từng lấy đó là ACBE, AC nhân BE và ABCD. Vậy AB trên AC bằng BE trên CD. Nhân chéo lên thì suy ra được là AB nhân CD bằng AC nhân BE. Cái này mình ký hiệu là 3, cái này mình ký hiệu là 2.
từ 2 và 3 thì ta suy ra được là AB nhân CD cộng với AD nhân BC sẽ bằng là không thay cái này là AC nhân DE cộng BE. Theo đó chúng ta hiểu thì lớn hơn AC nhân DB. Đây là điều cần chứng minh. Xong chỉ là dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là xảy ra ở lúc này, tức là E thuộc vào đoạn BD. E thuộc BD và theo cái dựng E thì suy ra tứ giác ABCD là tứ giác đầu tiên. Như vậy là mình đã chứng minh xong cái định lý Ptolemy. Với cái bài toán này thì mình không nhìn thấy được từ 3 điểm này, nhưng qua một cái bước phân tích mình chia hai đoạn tích tương ứng bằng nhau và cộng lại được thì mình dùng được từ 3 điểm với BD là BD cộng bằng BE cộng ED. Như vậy là mình xong bài số 3. Mình chuyển sang bài số 4. Bài số 4 đó là xong bài phần cấu trị. Chúng ta tiếp tục với bài số 4 ở trong phần 1. Cho tam giác ABC có góc A bằng 60 độ. Tìm vị trí của điểm M sao cho là căn 3 MA cộng MB cộng MC là đạt giá trị nhỏ nhất. Khi mà chúng ta đọc đề như vậy á, là chúng ta cũng đã có cái ý tưởng rồi. Chúng ta tập phân tích đề nhé. Điểm M nằm đây. Ở bài này có hai vấn đề mà cần quan tâm, đó là số căn 3 và đạt giá trị nhỏ nhất. Nếu mà mình đặt cái này là P, P thì cái điểm này hay dùng nhỉ? Thôi cũng vẫn phải đọc, nhưng mà mình thì nó cứ dùng như S đi. Thì thầy nhắc lại các lần thức 3 điểm. Với 3 điểm bất kỳ ABC, ta có AB cộng với BC lớn hoặc bằng AC, dấu bằng khi là B nằm giữa A và C. Vậy S nó bằng là căn 3 MA cộng MB cộng MC. Thì đây là ba tổng khi mình mở rộng lên cái trên này á, thì nếu mình cộng với lại CD thì cũng lớn hơn bằng AD. Đây là với 4 điểm. Dấu bằng xảy ra khi là B và C nằm trong đoạn AD. Bây giờ ở bên dưới này, rất tiếc là nó đã chưa là các cái điểm nối liên tiếp với nhau. Nó phải là một cái đường gấp khúc như thế này. 1, 2, 3. Đã tổng 3 đoạn đó thì lớn hơn là bằng cái đoạn giữa này. Đây là AD. Vậy thì mình phải tìm cách chuyển cái 3 đoạn này về 3 đoạn, 3 cái đoạn mà liên tiếp nhau. Bài 1, bài 2, bài 3 là mình có tìm cách là chuyển cái đoạn này về cái đoạn liên tiếp rồi, bằng cách tạo thêm hình thôi. Nhưng mà ở cái bài này thì vấn đề nó là con số căn 3. Vậy mình phải tạo ra một cái đoạn là bằng căn 3 của MA. Đó là đoạn nào? Vậy mình phải nhớ đến cái con số căn 3 nó xuất hiện trong hình học. Và nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở đây này, trong một tam giác nửa các tam đều. Đây là ABC, A đây đi, B đây, C. Thì cái cạnh này là cạnh nguyên là A, thì cạnh này là 1/2A, và cạnh này là căn 3 trên 2A, góc này 60 độ. Vậy nếu mà muốn xuất hiện căn 3 thì mình nhân đôi cái cạnh này đây, kéo dài xuống dưới này, góc này là 120 độ.
Vâng, tầm 5 hành cân. Như vậy là ở đề bài cái cạnh A sinh ra cạnh MA bằng là MA, thì mình muốn xuất hiện căn 3 MA, mình dựng một cái tam giác cân có hai cạnh bên là bằng MA và tự nhiên cạnh đáy còn lại là bằng căn 3. Có nhớ góc này là 120 độ. Bây giờ nhìn vào trong hình, ta lấy B làm gốc thì sẽ là BM cộng với một cái điểm M gì đó ở đây chưa biết, cộng với một cái điểm gì đó ở đây và nối một cái điểm nữa cũng chưa biết điểm nào cả, gọi là điểm D đi. Thì cái này lớn bằng BD. Ta bắt đầu điền vào đây nhé, BM cộng với một M gì đó. Thế mà ta mới nhìn ra hình như này, cái cạnh bên này MA. Vậy thì mình sẽ đi mình tạo ra một cái tam giác có một góc là 120 độ ở đây. Góc này là 120 độ. Tam giác này cân nhá. Thì cái cạnh này này gọi ME đi. Chính là bằng là căn 3. Cái quán tính thế nào thì mình tính như này. Tiếp theo đây là điểm E mình biết rồi này. Như vậy là đây cũng phải là điểm E. Điểm E cộng với D, và ED bằng MC. Thế mình phải tìm ra một cái đoạn. Thế mình dự đoán là mình sẽ lấy cái điểm kéo dài như thế này, mà cái đoạn này là MC. ED thì bé nó cũng gần bằng nhau thôi, nó cũng chưa bằng nhau, nó bị lệch một chút. Đó, thì tại vì BD nó phải thẳng hàng mà mình kéo thẳng nó lên. Cái vấn đề là mình lấy điểm D như thế nào. Thì bây giờ em nhìn vào hai cạnh này bằng nhau này, hai góc này bằng nhau này. Vậy thì mình sẽ đi lấy ED bằng MC bằng cách là mình chỉ cần thêm cái cạnh này bằng cạnh này. Nên như vậy là chúng ta đã hoàn thành cách tạo thêm hình. Bây giờ ta đi ra giải bài toán. Bài giải thứ nhất là ta dựng tam giác MAE cân tại E và cân tại A sao cho là góc MAE là bằng 120 độ. Nếu mà cần tính MAE thì các bạn tính đơn giản thôi. Đây là A này, M này, E này. Ta hạ vuông góc xuống K, gọi hạ AK vuông góc đến ME. Suy ra hai điều. Thứ nhất, K là trung điểm. Thứ hai là tam giác này là tam giác vuông mà có góc này 60 độ thì có MK bằng căn 3 trên 2 MA. Từ đây thì suy ra MA bằng căn 3 MA. Như vậy là ta đã làm xuất hiện được một cái đoạn bằng căn 3 MA rồi. Bây giờ ta xác định tiếp một cái đoạn bằng MC, đó là trên kia đối AB. Ta lấy D sao cho là AD bằng AC. Và ta đi chứng minh cái đoạn ED bằng MC. Cái điều chứng minh này thực ra là không khó lắm, vì là trên hình chúng ta đã nhìn thấy rồi. Đó là hai cái tam giác bằng nhau trong trường hợp là góc cạnh góc. Thì ta chỉ cần thiếu một góc thôi, thiếu góc ta đi chứng minh hai tam giác này thì góc giữa thôi, góc giữa thì đơn giản đúng không? Đó. Vì góc MAE bằng 120 độ bằng góc CAD,
Tại sao góc xe D 120 độ? Do là giả thiết mà góc A bằng 60 độ. Hai góc này nó có một phần chung đó là góc EAC. Từ đó là góc còn lại là góc EAD trừ đi cái phần chung thì bằng MAC. Vậy tam giác DAE bằng CM theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy suy ra được cạnh MC DE bằng MC. Vậy đây là cái điểm mấu chốt của bài. Sau một hồi chuyển đổi các cạnh thì mình đã được sử dụng cái tính chất của ba điểm, hay là nói cách khác là bốn điểm mở rộng đấy, là BM cộng ME cộng ED. Bạn nào mà chưa hiểu bốn điểm là thì là đơn giản thôi, mình dùng ba điểm một. BM cộng ME lớn hơn bằng BE, BE cộng ED lớn hơn bằng BD và dấu bằng xảy ra. Khi và chỉ khi E và M lại phải nằm trên cái AD này, đồng thời ME lại bằng căn 3 MA, thì lúc đấy phải xảy ra điểm M trùng với điểm A. M trùng với A. Như vậy là đúng bằng BD. Ok. Rồi góc MAE, góc MAE này bằng 120 độ, nên là M trùng với A, E trùng với lại E trùng với A. Ok. Như vậy bài này khá là hay. Bài khá hay. Thầy thấy rằng là những cái bài thí sinh giỏi thì thường là người ta cho kiểu như thế này, nó thực sự là không quá dài, nhưng để nghĩ ra được thì mấy cái dòng ngắn ngắn đó thì thực sự là cũng phải phân tích một cái quá trình suy nghĩ ở trong đầu nó xảy ra, và làm sao để dùng được những cái tính chất cơ bản, làm sao để đưa một cái bài toán người ta chen thêm một yếu tố căn ba vào mà đưa về được một cái đoạn không có căn ba. Thế rồi tạo ra các cái đoạn liên tiếp nhau để khi mà cộng lại thì mình sử dụng được cái mối liên hệ giữa ba điểm hay là bất đồng thức trong tam giác. Thầy kết thúc phần 1 đây, hy vọng rằng là qua cái ví dụ bốn cái bài này chúng ta học được cách tư duy của thầy và sử dụng được thành thạo những kỹ thuật là bất đồng thức đối với ba điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục đối với phần 2 để sử dụng một số bất đồng thức cổ điển như cosine của Bourdieu.